키조개와 모짜렐라 치즈의 맛있는 만남. 스 kết hợp tuyệt vời giò mai và phô mai mozzarella. A delicious meeting of clams and mozzarella cheese. 파 썰어 넣고 cắt nhỏ hành lá rồi cho vào. Cut the green onion and put in it. 모짜렐라 치즈도 넣고 thêm phô mai mozzarella. Add mozzarella cheese. 토마토 케첩을 넣은 다음 sau đó thêm sốt cà chua. After adding tomato ketchup. 숯불에 구워요. Nướng nó trên than củi. Grill it over charcoal. 맛있게 익어가는 소리가 나네요. Nó tạo ra âm thanh chín thơm ngon. It makes a delicious ripening sound. 이번 설날에 온 가족이 모여 Tết Nguyên Đán này cả gia đình quây quần bên nhau. The whole family gathers together this Lunar New Year. 키조개를 맛있게 구워 먹었어요. Mình đã nướng giò mai ăn rất ngon. I grilled clams and it was delicious. 맛은 시청자 여러분의 상상에 맡깁니다. Hương vị được để lại cho người xem trí tưởng tượng. I leave the taste to the viewers' imagination.